kể cần lo tiếp tục truyền. Tình hồn ba tánh giấc sầu miên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ, tìm đến đường sanh cõi Phật ở tiên. Công lớn ngọc vàng đâu dám sanh, đức cao tước lộc có so duyên. Hỏi ai nói chi theo thầy tổ, kính kệ cần lo tiếp tục truyền. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình hộ pháp hôm nay chúng tôi xin giới thiệu qua tác phẩm Đâu là Phàm Thánh của Ngài Thanh Sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu là phàm và đâu là thánh, đây xin khuyên ba tánh ni thập phương lắng tai nghe. Đây tả mọi đường phàm thánh cả hai phương sẽ rõ. Gần năm mấy năm cách xa lớn nhỏ, xác tục phàm nương trò nước ngoài, đặt chân lên quốc tế dù đài, chỗ nào cũng vắng lai trà trộn. Dòng đạo đức kỳ rải tung khắp mi chốn, chuông từ bi đem dòng khắp nơi. Lẽ giáo rằng Phật thích tuyệt vời, đã giúp được nhiều người tỉnh ngộ. Nền khoa học càng ngày tiến bộ, càng chứng minh lời tố không sai. Những điều xưa Phật đã chỉ bày, nhân loại đến ngày nay mới thấu. Vạn vật vốn nhân duyên tạo cấu, các việc đều thành trụ hoài không. Thân con người như thể cái bông, quê Mỹ chỉ được trong ngày buổi. Mọi sự của người đang cầm cuội đều đi theo cái tuổi của người. Phật ngàn xưa cũng đã cạn lời, rằng giảng sự trong đời là tạm. Kẻ ngu xuẩn đến người bác đi làm, ai cũng đều nhìn nhận thế ư. Xưa sao thì nay cũng vẫn như, vật đã tạm bao giờ cũng tạm yên. Dòng tham ai cứ lo chăm mi bám, lửa tử xanh ngày tháng thiêu luôn.
suốt cố kìm nhân vật quay nghĩ còn không tìm thấy con đường vĩnh cửu. Mưu hạnh phúc ở nơi hình hữu thất bại luôn, thành tựu vẫn không. Nào mấy ai được biết tình lòng, cứ phí của phí công vào đây. Trời đông dậy trời Tây cũng dậy, khắp ba người trên thế giới một chiều. Càng văn minh càng lỗi lầm nhiều, bị vật chất đủ điều cám dỗ. Thấy vui thú ít người thấy khổ, rõ bề ngoài chẳng rõ bề trong. Kết cuộc nào khác khi cái pháo bông, muốn diệt góp vào trong tiếng nổ. Trên vũ đài văn minh tiếng bộ khoác lên bao lớp áo tân kỳ. Mua đủ trò chẳng thiếu món chi, người xem dễ mê ly đắm đuôi. Bao nhiêu việc hoàn cầu thế giới, tập trung vào các lối múa này. Việc mắt còn thật giả không hay, mê theo vật những bài trước mắt. Hầu hết bể tuồng đời dân dắt, hết muốn này kể bắt muốn kia. Như dường truyền cây cội lìa lìa, cho đến chết không hề chán mỏi. Sự biết quay mà không chống chọi, cứ làm đùa cho tội triền miên. Không một đời nào được cái ổn yên, chịu đau khổ nối liền muôn kiếp. Cảnh tạm cứ hiệp tan ý tan, hiệp đời mê luôn còn mất ý mất ý còn. Quả địa cầu còn phải suy mòn, huống là vật ở trên ý mặt đất. Sớm ôm giữ cái chiều lại mất, nay còn đây mai lạc nơi nào. Có khác gì là cánh chim bao, sao chẳng để trí vào suy nghiệm. Tìm lối sông thanh cao màu nhiệm, ăn lạc hơn vĩnh viễn thêm hơn. Không hư mòn cũng chẳng mẻ gần, buồn thảm chẳng ghét hờn cũng chẳng. Được hạnh phúc thái bình chắc chắn, không sợ ai thua ngắn tuổi xanh. Người vui lành cảnh cũng vui lành, không các cuộc giật giành giết cứ hại.
Những điều này ở trong nhân loại nào phải xa mà nói khó tầm. Lấy ác tâm đổi lại thiện tâm, cảnh đau khổ biến thành khoái lạc cơn. Muôn não sầu do lòng bạo ác, chừa nó xong tất kia hết thê lương. Khuyên người nên cũng biết cơ số ca thương, hãy giúp đỡ khuyên đừng sát khi hại. Việc làm khá tự lòng xét cứ lại, phải thì thêm còn quay thì chưa. Những điều mình đã lắm mê thích, trái đạo đức nên chừa bỏ hẳn. Khi lòng khởi muốn điều ngay thẳng, thì hãy quyết tâm thật hiện cho nên. Sự nhiễm ô tuy rất khó quên, cố quên được chớ nên đeo đuổi. Việc sai quấy lòng nên thẹn tuổi, ráng đừng cho phạm lỗi hai lần. Việc mình cùng việc chúng y cân phân, sự ích kỷ hại nhân khổ tranh. Được dạy tất siêu phàm nhập thánh, quyết làm thì sẽ đặng đâu không. Thánh hai phàm vốn ở tại lòng, biết gạn lòng thì trong mới hết đục. Lòng luôn muốn tầm tiên lánh tục, sự quấy ai mấy thúc không nghe. Màn vô minh dù lắm phụ che, gươm trí huệ cắt đi từ mạnh. Phàm hai uống chiều theo tập tánh, thanh thường do vì cái chân tâm. Phàm nói làm dễ bị nghi lỗi lầm, thánh suy động không hề sai chạy. Phàm ít tri kỷ nên hai làm quay, thánh vị tha nên rất kỳ ở ngay. Thấy người đau khổ giúp không mi này, lòng thương chung gấp hai thương phận. Đường đạo nghĩa một lòng phấn y tấn, nếu bất mình chút ít chi không đeo. Vì nghĩa nhân quên sự nguy nghèo, lòng thương chúng khác nào cha nghĩ mẹ. Chịu đau đớn để người mạnh khỏe, cảm tá tơi để kẻ âm lành. Những điều nào lợi ích tri nhân sanh, dù lớn nhỏ cũng đành cho cả. Việc của chúng không quên trong dạ, chuyện riêng mình chẳng để vào tâm. Năng sự
xương làm cây cỏ mọc mầm, bác ai giúp nhân dân an lạc. Tâm thanh là tâm luôn siêu thoát, lòng phàm là lòng rất đỏ trầm. Buổi ba mươi với buổi trăng rằm, sáng sủa với tối tăm mây khác hẳn. Nói gì nhẹ còn chìm gì nặng, thánh nhờ tu phàm chẳng chịu tu. Luôn bị lòng tham dục làm ngu, phải cho quấy quấy cho là phải. Thiếu cương quyết khi cần sửa cải, kém tinh thần lúc phải ăn năn. Nói làm không lấy đạo làm căn, suy động chẳng dùng nhân làm gốc. Dòng tâm khác nào cây rễ mọc, càng chăm sâu càng móc khó khăn. Mẹ nhánh sao bằng được dứt căn, ngăn ác nhớ ngăn tâm là chăn. Phải tự chủ ở trên các cảnh, đừng khuất tâm trước mắt lực nào. Sự đời dù cám dỗ dương bao, thản nhiên chớ mãi nào theo nó. Tự sự dễ đến điều khăn khó, phải thắng luôn chớ có để thua. Dù trịnh bùng có lắm trây chua, hương vị chẳng hề cho hư hoại. Tâm đạo đức khi đặt trên cả thải, xem sự đời như cái trò chơi. Chẳng vật chi còn mãi trên đời, giữ không được nên thôi không giữ. Thâm tâm vốn quán thông dạng sự, phàm tình hai ngăn ưỡi ba ban. Việc đáng chừa mà lại cứ mang, sự nên nhớ cứ toán quên mày. Cửa Phật kia chẳng vui lòng đi lại, nhà ma thường thích ý vàng lai. Biết quả tai vẫn tạo quả tai, hiểu phúc đức chẳng gây phúc đức. Lòng đen tối khác nào như mực, tâm sâu xa không mức nghĩ đo lường. Ngày đêm luôn mưu tính đủ phương, lo riêng lợi quên đường phải ở chẳng. Trong tim não biết bao nhiêu cẳng, hoài tứ tung chớ chẳng yên. Từ giàu sang đến kẻ nghèo hèn, ai cũng bị trần duyên trói buộc. Tham tiền bị tiền làm não nuột, mên sắc do sắc chuốc
âu sầu. Khoái lạc nào có thấy ai đâu, phàm là khổ chớ nào như thanh. Xét suy kỹ rồi lòng thêm mi chảnh, ta sao cùng khổ cảnh phàm phu. Nơi xa ngàn gửi một ba lời tu, cho ba tánh đâu đâu được biết. Từ ngày đây rời xa đất cứ diệt, nơi ngoài bàn gieo rắc đạo màu. Sự khó khăn tuy lắm mặc dầu, vẫn cố gắng truyền câu Phật giáo. Đi đó đây góp tôm mi mùi đạo, làm cho câu quả thơm sang. Xác quê người hồn ở nước nhà, lòng không phúc nào sang đồng đạo. Chẳng hai lớn nhỏ trong Phật giáo, còn lo tu hai đạo đi xa. Dù sao sao nhớ niệm Di Đà, theo Phật chớ theo mang sẽ khổ. Đây thường được ơn trên đi dạy dỗ, việc nên hư biết rõ nhiều bề, nên viết ra từ đoạn gửi về, nhắc già trẻ gần xa nghe nhớ tới. Dù nắng hạn cũng xin đi gắng đợi, giọt mưa ngâu sẽ rơi xuống cho. Đừng để cho cây cải rẫy mò, lây hại đến uổng cho công tươi. Nơi hải ngoại đây đang chờ đợi, mãn hạn kỳ trở lại gặp đi nhau. Ánh đạo màu sáng gấp muôn sao, mùi Phật Pháp thơm đâu cũng tới. Hỡi trai gái trẻ già ráng đợi, nửa chừng đường chớ dội phụ nhau. Quay có người chớ quay hết sao, buồn đời nở bỏ tu đâu phải. Người quay cho tổ thầy đâu quay, nở bỏ tù chuyện ấy rất lầm. Phật dạy điều chân chánh cao thâm, không dạy việc hại dân hại nước. Nên nhớ lấy để làm mực nghi thước, thanh là thanh sự thế chẳng ham. Phàm là phàm diệt phàm hai muôn, bị thị dục làm cho cuộn cuốn. Phàm thánh không còn tưởng nghĩ ra, tình ích gì sai đắm thầm đa. Phật quên hẳn còn ma cứ nhớ. Cửa địa ngục ngày đêm mi rộng mi mơ, ngõ thiên đường năm tháng đóng ngăn. Thiện giảm lần
còn ác cứ tăng, quả tạo mãi phước không chịu tạo. Ngày nào đời còn người hung y bảo, còn khổ đau chưa rao hết trí đâu. Ít người hung đau khổ ít trí bao, nhiều kẻ ác khổ đau nhiều bám. Cứ lấy đây để mà phán đoán, chuyện một mai sẽ đặng hiểu ngay. Ráng lo tu hỡi bơi gai chay, tu mới được ra ngoài biển khổ. Đây phiên tu là phiên hối ngộ, có lỗi lầm chưa bỏ ngay đi. Nói hay làm bất luận chuyện gì, nếu trái thuyết từ bi bỏ hẳn. Khó mấy cũng bỏ cho xong, mi đặng mau hay lâu lòng chẳng nể này. Giữ chi tu cho được dẻo dai, sự cố gắng không ngày nào lãng. Việc thế trần khá đêm lòng chán, lẽ tu hành hãy gắng tâm theo. Dù trải qua muôn ải ngàn đèo, lòng cũng vẫn nhớ đeo Phật ký giáo. Không vì sự nguy nạn khổ não, đỡ rời đường chánh đạo Thích Trí Ca. Nẻo nhiệm màu quyết chí tìm ra, đường giải thoát phải cho thành tựu. Do lời Phật dạy nơi linh thứ, cõi trần gian có đủ khổ lao. Kể từ đây đến hết tân trào, khổ giới thảm kể sao cho xiết. Lấy trí đạo xét suy các cơ việc, lời dạy qua của Phật ý không lầm. Hễ mưu thâm thì quả cũng ý thâm, nhiều ham muốn thân lâm nhiều khổ. Thấy sanh chúng còn trong mê, lộ mắt từ bi lễ độ ngày đêm. Khắp thế trần muốn được bằng em, già trẻ phải trao thêm đạo đức. Việc tai ắt tri xảy ra không dứt, khổ liên miên đến lúc nguy rốt qua đời. Liệu lấy mình ở chúng sanh ơi, sớm cải hối tìm nơi an lạc. Lần này chẳng chịu lo giải thoát, sao khó mong tìm bác nhã toàn. Thương chúng sanh trong cảnh khổ ở nàng, chuông tự mới reo vang khắp chỗ. Sai xưa mấy khi nghe chuông nghi đổ, cùng tính hồn ráng mở mắt ra. Dương cánh bay khỏi khúc ấy hà,
lấy trí đạo thắng quang thị dục. Chọn nẻo thanh lãnh xa trần y tục, tạo nhân lành dứt nghiệp bác y gian, cho đời như bọt nước khi mau tan, nên tranh chớ nên mang dạo giả. Thành chấm đạo mới là thông y thả, đắm trần ai đài đỏ lao lung, huống chi đời sắp đến tận cùng, mê theo nó hoài chung với nó. Sợ dạy thuốc nay tìm thấy ơi ngõ, hãy mau ra chớ có chần chờ. Theo như lời Phật chỉ mặc cơ, cuộc thế khác nào tờ giấy mỏng. Sợ biến đổi nay mai rất ơi chóng, chẳng chịu tu còn mong nơi đâu. Đợi gặp khi nắng lửa mưa dầu, mời hôi quá làm sao cho kịp. Tạo nghiệp sẽ khổ sầu theo nghiệp, liệu sao cho khỏi kiếp luân hồi. Ngục trần mau trôn lánh đi ai ôi, chớ bận kiếp tanh hôi ấy nữa. Nghe lời Phật ngày đêm tu, sửa xét lấy mình lo rửa phàm tâm. Chữ Nam Mô khuya sớm niệm thầm, cầu bác ái ngày đêm chạm giả. Riêng thân chẳng quản báo chi, cả miệng giúp đời được thỏa khát khao. Mở lòng nhân biển rộng trời cao, bủa tâm đạo hoàng cầu thế giới. Bến giác nguyện đưa người đi, tới rừng mê thề dạch ra lối quang minh. Lấp xong đường bình lão tử sinh, chừng ấy mới phí tình nguyện ước. Thoảng cứu dân lắm dòng xuôi ngược, vẫn gắn chèo chẳng chút ba núng nào. Gặp chúa cai trắc trở cách nào, lấy đạo lý làm câu an ủi. Thân tạm giả mặc cho nghe mai rồi, miệng đạo màu được buổi thành công. Thương nhân sanh quên sự nghi lạnh nồng, mến Phật Pháp vẫn không nguy chán mỏi. Ngày nào nghiệp phàm chưa dứt đi khỏi, nguyện không rời đường lối Phật gian. Đâu phàm đâu thánh quyết tìm ra, hy sinh mấy cũng là vui chịu. Thanh diệt phàm không hề bận biểu, phàm sự đời đều nếu không thôi. Thấy khác nhau một vực một trời, kẻ đang ngủ và người đang thức. Thật là giả, giả cho là thật,
cảnh hiện đường, cảnh giấc chim bao. Một đàn trong chốc lát tiêu hao, một nẻo chẳng khi nào bãi hoại. Suốt dạng cổ vẫn luôn tồn tại, trải thiên thu không cái biến gì. Thảm khổ đâu hề vướng buộc chi, khoái lạc chẳng điều gì sánh kịp. Hỡi kẻ ở trong đời mạt kiếp, tỷ khổ lao gặp việc đạo khai. Ráng tu hành trì giới giữ chay, khó một thuở thánh thai muôn kiếp. Đây được Phật ký thường đêm mi dạy tiếp, nếu thật hư được biết rõ ràng. Nên mở lời kêu khắp thế gian, hãy cố gắng tìm đàn giải thoát. Giữ cho lòng thăng ngái chay lạc, ngày đêm luôn niệm Phật Di Đà. Làm theo điều của Phật dạy ra, tránh hẳn lối tà ma quyến rũ. Xưa nay những thói hư đã thủ, giờ tính lòng dứt kia bỏ sạch đi không. Việc nói làm hiền đức minh công, không riêng lợi sanh lòng giết hại. Lòng luôn cho đời là vật kỳ quái, nên chán không nên quái vào tâm. Mượn giả thân mở đạo quyền thâm, lấy kiếp giả để làm kiếp thật. Sống phát vẫn một lòng theo Phật, mở lòng nhân tiếp mà vật độ sanh. Vui lăn mình trong chốn mi hồi tâm, để cứu kẻ chưa lành ý niệm. Dù muôn vạn khó khăn nguy hiểm, cứu được người vẫn nguyện cứu ngay. Thân mình dù sao nữa cũng thay, miễn dắt chúng về Tây Phương Phật. Lòng từ bi búa tràn quả đất, thường chớ không hề ghét một ai. Mặc cho đời dầm xỉm đắng cay, chữ đạo đức vẫn đai đeo mãi. Tự xét mình âm thầm sửa cải, quay chừa ngay còn phải tiến thêm. Gồm trí luôn dụng mãi ngày đêm, thắng phục các tà tâm tất cả. Lìa phàm nghiệp tìm nơi thánh quả, một quý chữ thanh nơi giả đừng quên. Phàm đỏ xa còn thánh siêu lên, đâu hư giới đâu nên khá chọn. Đạo là lớn chớ nào nhỏ mọn, không quyết tâm tất chẳng đạt thành. Hễ biết tu thì phải biết hành, hành đúng cách
tử sanh đi qua khỏi. Lúc trắc trở phải lòng cứng y cõi, đừng để cho mê mỏi lúc nào. Đây đã từng gặp lắm gian lao, mà lòng chẳng lúc nào thối khuất. Hoàn cảnh nào cũng rèn đạo đức, quyết đi cho đến mức công thành. Không công thành khó cứu chúng sanh, chính mình cùng thân danh lỡ dở. Đeo đuổi mãi chờ ngày rực rỡ, chẳng quán chi nắng sớm mưa tần. Đó muốn thu thành chỉ một lần, giải thoát hết không còn sầu khổ. Trong nhai mắt đến bờ tỉnh đi đổ, kẻ đành duyên chở đổ bờm ngang. Ánh trời lên sương giá đều tan, màu sáng sủa đầy tràn khắp bi chôn. Trong tim não cần nên chỉnh đi đốn, đừng để cho hỗn độn lúc nào. Lũ yêu ma dù lắm mẹ hùng hào, lòng Phật tử trước sau như một. Càng bào vua càng làm tươi tốt, năng tu hành đạo học thêm cao. Những thói quen theo lối trần lao, chưa bỏ được phải vào chia cả. Lạc giữa chốn rừng sâu hoang dã, muốn ra ngài phải khá sông pha. Chịu gai chông mới được thoát đi ra, không dũng cảm khó qua miệng thu. Đạt đạo màu tinh thần phải đủ, thành Phật tiên nên chủ lấy tâm. Lũ trộm thường rình chỗ âm mi thầm, các dục cùng hay làm bất ý. Lúc nào cũng nội thân nghi tử trị, không nên tâm khinh dĩ lúc nào. Lửa một diêm phát quả cả trào, hớ một tí biết bao tội lỗi. Không hình ảnh đáng ghê dạng y bội, ngoài mình ai trị nổi lòng mình. Hứ nên gì cũng chính mình xăm, mình tự biết tự răng lấy phận. Thành bại vốn ở lòng tin y tấn, một đường tu bước sân nghe tới luôn. Chọn phải điều đáng nghe mến đi đáng buồn, xét đúng việc nên thương nghe nên ghét. Vật nhơ bẩn dễ bôi dễ quét, lòng nhiễm ô khó diệt nghi khó trừ. Nếu bệnh tâm dù sự đã hư, cũng có thể sửa cho nên được. Rửa vật dơ thì dùng lấy nước, trừ tội phạm lấy phước
ma trần. Trong nhất thời làm việc đại từ, là nhất khắc tiêu dư đại tội. Mau lâu cũng do lòng làm cội, đừng hỏi ai nên đi hỏi nơi nghĩ lòng. Ý nguyện mình muốn được thành công, mình tự gắng lấy lòng làm chắc. Chẳng cố tâm sự giai bất nghi đắc, có thành lòng mọi vật đều nên. Sự này khuyên già trẻ chớ quên, xưa thái tử đạo nên nhờ đó. Nói thì dễ còn làm thì khó, nhưng khó mà làm nó sẽ nên. Không khó làm sao được nổi tên, được sùng kính phải đền công trạng. Lòng đã nguyện khổ lao chơi nạn, sớm muộn gì cũng đặng nên danh. Phật từ bi thương khắp chúng sanh, chẳng phụ kẻ hữu tình với đạo. Lòng đã nguyện khổ lao chơi nạn, sớm muộn gì cũng đặng nên danh. Phật từ bi thương khắp chúng sanh, chẳng phụ kẻ hữu tình với đạo. Đời quân hạ hiếm người hiền thảo, càng trọng người mến đạo nhiều hơn. Phải nhớ lo làm phước làm nhân, nguyện đắc đạo ngay trong hiện kiếp. Đừng để bị xô vào ác nghiệp, lấy lương tâm trong sạch sống đời. Đã là người phải biết thương người, hại kẻ để lấy lời đâu phải. Mình chẳng muốn bị đời nhiễu hại, thì người ta cũng lại thế ư. Lấy công tâm chớ lấy tâm tư, tất không khiến cho người quán ghét. Đem đạo đức ra mà suy xét, việc ở đời sẽ được kỳ tốt tươi. Không ai khinh cũng chẳng ai cười, sống vinh hiển thác kế hồi Phật quốc. Chân nghe ngôi vị chẳng bao giờ mất, thật trường miên hạnh phúc là đây. Khắp gái trai cõi hạ quân nghĩ này, nên bừng tỉnh chớ say ngủ nữa. Thế cuộc dân còn nhiều khói lửa, cảnh tan thương nào dễ hết đâu. Cuộc chuyện luân khắp cả địa cầu, trong nháy mắt á âu gian dậy. Chừng đến việc lửa đâu cũng cháy, người năm châu cả thái kinh hoàng.
tai nghe đầy những tiếng khóc than. Thấy người chết làng khang như cùi, giết sai đến biết đâu mai, rồi quả phước do nơi mối dữ lành. Làm miền lương được Phật ký độ sanh, tạo hung ác yêu tinh câu xe. Suy xét kỹ ráng làm phải lẽ, này khổ lao mai yêu sẽ thanh nhàn. Diệt qua rồi quả chỉ một nan, cuộc sắp đến muôn sàng tai ách. Lấy phước đức để làm thành quách, chống đỡ cơn bão táp hải hùng. Chúng sanh đang lâm nước cờ cùng, không tu niệm khó mong giải nạn. Phép Phật vốn vô hình hữu dạng, có công tu sẽ đặng xem coi. Sức nhiệm màu cứu kẻ yêu nghi nòi, quay thần bị đổ người chân ý đạo. Lòng sao trước thờ câu ngay tạo, và sớm hôm cầu đạo Phật tiên. Dù gặp cơn bác đạo thất kỳ điên, cũng được phép diệu quyền Phật ký cứu. Dạng vật dưới mắt đền linh y thứ, muôn dân trong lòng của Kim Sơn. Chẳng bao giờ bỏ kẻ làm nhân, người hữu đức có thần gia hộ. Đây thường đêm được nghe dạy dỗ, lời nhiệm màu của tổ của sư. Được hãng tường những lẽ nên hư, nước mắt rớt khi ngồi nghe dạy. Thương đức Phật đầy lòng bác kỳ ái, vì chúng sanh chẳng nại công lao. Từ kẻ răng chân tóc mà chỗ nào, cũng dạy cả mái hào không sót. Tiếng bông trầm lẽ lời dịu ngọt, khiến cho đây cảm xúc vô cùng. Ôm lấy chân Đức Phật gia hung, rằng tiền kiếp có duyên chi đó. Nay được Phật thường đêm đến y tận, đem lời vàng chỉ dẫn cản y cùng. Phật rằng con ở cõi mong lung, đã nhiều kiếp khéo trồng giống Phật. Đức ấy râm đầy trong uy quả đất, cảm đến lòng các Phật khắp nơi. Nay sắp gần rốt ráo cuộc đời, Phật giúp trẻ tội nơi kỳ chót. Hiệp cùng Phật giống lành lo mót, cứu thiện căn
quan nghi cục lọc lừa. Qua hội này người trở lại xưa, người hiền đức sớm trưa an lạc. Không có cảnh bơm rơi đảng y tạc, đủ cơm ăn áo mặc ấm lành. Người thông minh đời rất tình thâm, tiên Phật với chúng sanh không khác. Con ráng tu cho mau giải thoát, để mà xem cực lạc tại trần. Còn chi bằng sống được đời tân, đủ kỳ bí khó phân cho hết. Mọi việc tạm nay đừng mê mết, tất không gây lấy việc tội tình, thì ngày kia sẽ được siêu sinh. Con khá nhớ rằng mình thường bừa đâu là thanh, đâu là khéo lửa, đừng để rơi vào cửa ngục môn. Sung sướng thân mà khổ não hồn, việc nên tránh chớ không nên nhiệm. Trong đầu có linh quang một điểm, ráng trao trìa cho nghi đến siêu dời. Lớp vô mình bao phủ muôn đời, cố dẹp phá ra nơi sáng sủa. Chúng sanh hiện như cây lá úa, chẳng nước nồi thì khó sống lâu. Nghe Phật khuyên biết sớm hồi đầu, thì sẽ được khỏi câu thế thảm. Lời của Phật khiến đây qua cảm tưởng như là con đặng gặp cha. Đã từ lâu đôi ngã lạc xa, nay mới được mặc quà hai mặt. Dù cho ai lòng gan giả sắc, cũng phải rơi nước mắt dầm về. Huống chi đây cảm Phật nhiều bề, nên giọt lệ tràn trề đôi mắt. Hỡi đồng đạo trẻ già nam mi bắc, cùng ráng nên đi cảm Phật như đây. Tuy khó khăn lao lý dày đầy, lòng cũng ráng dồi mài đạo đức, rồi sẽ được có chư tiên Phật dạy bảo cho mọi việc như đây. Tất hiểu ra nguyên trạng cõi này, khác nào mắt kéo mây được khỏi. Trong bùng lầy dược ra mới giỏi, đọa ráng siêu mới gọi Phật tiên. Muôn kiếp rồi trong giấc sầu miên, nay tỉnh được thần tiên cùng phục.
mê thị dục chết trong thị dục, từ xưa nay quyển nhục bất kỳ tồn. Tìm chân thân mới gọi rằng khôn, đời tạm giả chớ lòng ham hô. Trong trần chẳng sự chi không khổ, khổ mà không hưởng thọ dài lâu. Chẳng tỉnh ra còn muốn bám đi câu, muôn kiếp nữa dần sầu dần khổ. Ráng nghe kỹ Phật Ngài dạy vô, tự giác xong Phật cái nọ tức cái tâm. Mang gương màu nhận thấy sai lầm, lột gương xe trắng đen biết rõ. Vì thương chúng cạn lời to nhỏ, cố khuyên cho đời rõ Phật kỳ mang. Chữ tu hành hôm sớm tại gia, lo xong cả việc nhà việc đạo. Nợ thế ráng trả đừng nên đi tạo, gây thiện nhân ác báo đâu sanh. Thẳng như nay gặp sự bất kỳ lành, do nghiệp trước tạo thành hung dữ. Lành tạo một dữ gây muôn sự, khó tranh hòa được thứ hung tai. Không trả thời khuyên chớ nên dai, dai phải trả dù ai cũng mi thế. Sự quả bao nhãn tiền khó kể, sớm gây thì chiều trả lẽ làm. Là đời nay khắp cả địa hoàng, đâu cũng dần trong sàng lọc lửa. Hãy xét kỹ để mà tự sửa, lòng bận nhớ thường bữa ráng chùi. Lấy đạo màu làm sự an vui, chẳng vì khổ mà thôi đạo lý. Mai tôi cô nhớ lời Phật cư chỉ, dùng thần tâm bình trị xác kỳ phàm. Việc phải làm cố gắng lo làm, đều nên bỏ quyết tâm mà chừa bỏ. Buổi đầu tiên sự chi cũng khó, vượt qua rồi sẽ dễ dàng lần. Khuyên trẻ già cố gắng lập mi thân, kỳ thưởng phạt một lần nảy rốt. Sâu mây cũng ráng làm cho tốt, sẽ có ngày cõi lốt phàm phu. Tu không thành Phật kỳ chẳng dạy tu, dạy tu ráng công phu tất kỳ đạt. Chớ ngờ vực kệ cơ sai lạc, Phật không hề dối gạt thế gian.
cõi thế trần giản sự không mê màng, thì đâu có ý toàn lợi dụng. Thấy dương thế nhiều điều kinh khủng, động lòng thương cất giọng réo kêu. Muốn khỏi nàng thì hãy nghe theo, sớm biết đạo nạn nghèo sớm khỏi. Rất mong khắp xa gần nghe gọi, liền tính ra rồi chối dậy ngay. Phát nguyện lành theo Phật Như Lai, gìn luật giới không ngày nào bỏ. Trao tria lòng đến khi sáng y tỏa, rèn luyện tâm đúng độ từ bi. Bao nhiêu điều tà kiến mê si, rửa đến lúc vết tì sạch đi cả. Luôn tự chủ được trong lòng dạ, không để cho ai phá được mình. Việc làm nào cũng dẫn tình bình, xét tột chỗ hư nên phải trai. Thà chết chẳng chịu làm việc sai, nói làm theo bác ai chân tu. Gây thân yêu nguyện chẳng gây thù, lợi sanh chúng việc nào cũng thi. Đem tương dụng thân con ngựa ý, dùng chánh chơn bình trị tà nhân. Lòng sắc khi gan mưa nắng không mê sờn, đạo muốn đắc cho thân chịu khổ. Đi mau tất sẽ mau tới chỗ, lớn mấy thường đéo bổ nghi cùng mòn. Lỗi nhỏ không sửa mãi vẫn còn, ác lớn mấy chừa luôn sẽ hết. Biết thì liệu đừng chờ đến chết, một ngày qua là hết đi một ngày. Loài người không ai sống lâu dài, việc tu chớ hẹn mai hẹn mốt. Nay gặp đạo là cơ hội tốt, hãy năm ngày để vượt tử sanh. Xưa có duyên nay gặp đạo lành, khá sốt sắng tu hành khuya sớm. Nghe gì quấy trong lòng biết gớm, sợ nó hơn sợ bướm sợ trong. Tất nhiên điều quấy sẽ lần không, phàm ra thánh ở trong lẻ ấy. Cố phản tỉnh bốn tâm sẽ thấy, khác hơn tâm đồng đầy nghe thường tình. Thế mới là gọi cái tâm linh, khuyên tất cả nhân sinh ráng kiếm. Châu
ngọc ở trong đời rất hiếm. Thì thánh tâm khó kiếp cho nhiều, lăn lóc trần chẳng nhiễm mà một điều, gương thiện đáng kể nêu muôn thuở. Một phen này gỡ cho xong y nợ ức triệu đời, sao rỡ tôi tên. Khuyên thế trần hãy gắn y cho nên, ngày kết cuộc quả đền giảng bội. Đây thường lúc canh chạy tâm tôi, đức từ bi hiện tới bên mình, vẻ đoan nghiêm khác kẻ phàm tình, câu luận biện hơn nghìn thác ký đồ. Sao trước vẫn một lòng cứu khổ, từ xưa nay lo độ chúng sanh. Gương tướng lành lời nói cũng lành, thơm tho gấp muôn cành hoa quế em.